Một phần cũng là do trước em đau quá nên là cũng muốn đi làm. Hai là muốn làm cái răng để cho nó đỡ ảnh hưởng về sau. Em tên là Tống Duy Hải, nhà em ở thị trấn Giang Tuyên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Răng trước của em thì trước răng nó bị sâu quá rồi, nên là bây giờ phải đi nhổ cái chân gốc đi, bây giờ lại cấy cái răng mới vào. Em cũng không để ý lắm nên là cũng sâu nhiều lâu rồi. Răng là chắc phải tầm mấy năm rồi em chưa làm. Có sâu răng thì có đau rồi. Răng điều trị thì lúc đấy là chưa có thời gian đấy nên là em chưa điều trị được. Thấy đau quá thì em ăn uống nó cũng khó, ăn phải ăn mấy cái cháo ấy, các kiểu, không ăn đồ cứng được. Nhiều khi đau quá em phải uống thuốc giảm đau để cho nó bớt đau đi. Thời gian ngủ thì cũng khó ngủ, mỗi lần ngủ đau quá là em lại phải đi uống thuốc giảm đau thì mới ngủ được. Đấy chỉ gọi là cái biện pháp tạm thời thôi, còn để mà duy trì được lâu dài thì em chắc là phải đi khám để kiểm tra. Một phần cũng là do trước em đau quá nên là cũng muốn đi làm. Hai là muốn làm cái răng để cho nó đỡ ảnh hưởng về sau, đỡ ảnh hưởng về sâu răng, cho nó là mồm miệng nó thơm tho hơn tí. Cũng mất một thời gian để em tìm hiểu cái nha khoa xem là những cái nha khoa nào uy tín để em vào em làm. Cái răng của em ấy thì bây giờ nó bị sâu, nó mất hết chân răng các kiểu rồi, bây giờ phải nhổ đi để cấy lại cái răng mới, nên là chỉ có cái biện pháp đấy là biện pháp tốt nhất để làm. Mới đầu làm thì cả các tiêm tê các kiểu thì nó cũng hơi buốt buốt tê tê. Lúc em cấy xong rồi thì cả mới đầu về thì ăn cũng hơi đau đau vướng vướng một tí, không về sau thời gian nó cũng hết mới là nó cũng quen rồi. Không, trồng răng xong thì em ăn uống như bình thường, rồi tránh cái việc ăn cái đồ cứng lại. Em lên Facebook xem và thấy nha khoa Thúy Anh, thấy có nhiều người làm cũng thấy uy tín, em vào em khám, em làm. Về chi phí thì em thấy cũng tương đối là ổn định để em có thể chi phí đủ để làm cái răng. Làm xong thì đánh răng các kiểu đó cảm thấy nó sạch sẽ mà thơm tho hơn kiểu hơn trước. Em bảo bố mẹ là có cái biện pháp này làm nó cũng gọi là an toàn, là chắc chắn. Nên là cái làm cái răng chân răng này thì nó cũng khả năng là nó cũng đạt cái răng thật, nó cũng gần đến 99%. Thì em qua quá trình trải nghiệm dịch vụ thì em thấy cũng khá là thoải mái, làm răng khá là yên tâm.